cậu có tin được hay không? Chuyện gì đang xảy ra trong trường vậy? Mình quá mệt với lớp 9A rồi. Học sinh như tụi mình á nên học ở đây. Tụi mình nên thay đổi điều gì đó. Không thể như vậy được. 69, 70, tiếp đi Atom, tiếp đi. Đúng 71, tới cậu hít đất kìa. Mấy bạn nam đó đi như hề vậy đó, không tin được luôn. Tụi mình nên làm gì đó đi Ken. Tất cả bạn nữ đang nhìn đám đó kìa. Ê, đến lúc rồi đó, tụi mình phải đánh bại họ. Tất nhiên rồi. Họ không thể học ở trường của mình được. Barbie Julia, sao cậu ăn khoai tây chiên hồng của tớ vậy hả? Barbie Diana, bánh rất là ngon. Gia mình yêu bánh nướng màu hồng lắm đó. Ai đang ở đây nè? Ôi không, họ sẽ thách đấu với tụi mình. Đi nhanh lên nào. Mình chắc chắn là họ đang đợi nghe tụi đây. Mình nghe đây, cậu ơi 10G, đừng gây rối với tụi mình nha Barbie. Cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Ừ, tụi mình là những nàng Barbie mà. Tụi mình là boss Barbie ở đây. Barbie à, đi thôi. Bạn không nên nói chuyện với họ, đi thôi. Vậy thôi, đi nào. Nhìn bọn họ kìa. Vậy đó, gan. Tụi mình không thể để vậy được. Hôm nay chúng ta sẽ đánh bại các Barbie. Mình quá mệt mỏi với lớp 10G. Mình không thể nhịn được nữa. Đó không phải là vấn đề đâu. Họ liên tục gọi tên của tụi mình. Tụi mình đã làm gì sai với bọn họ chứ? Chào mấy bạn, sao tức giận quá vậy hả? Tại sao tụi mình không thể chịu được 10G luôn đó? Không thể chịu được. Họ gặp tụi mình trong hành lang và bắt đầu cười. Đó không phải lỗi của mình vì mình là Ken. Kìa các cô gái ơi, chúng ta không được quan tâm 10G đâu. Chúng ta là Barbie và Ken mà, không phải là họ. Đừng có sợ nha. Các cô gái, 10G chỉ ghen tị với họ, không phải là Barbie mà là chúng ta đó. Họ đâu có đẹp bằng tụi mình đâu. Và họ cũng không có Ken. Thật tốt khi mình không phải là Ken á. Costia, cậu nói gì vậy? Cậu là bạn của tụi mình, cậu phải trở thành Ken á. Cậu có thể bảo vệ tụi mình và đánh bại 10G được mà. Costia, tớ có một mình, nhưng họ có rất nhiều người. Tốt hơn chúng ta nên là gì đó với cậu. Costia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ không làm gì cả. Mình đã quyết, cứ là Barbie là được. Mình cũng vậy. Mình cũng vậy nha. Mình sẽ là Ken, mình cũng vậy. Nhìn kìa gan, hôm nay tụi mình sẽ đánh bại lớp 9A, Baby. Tụi mình phải tìm ra đường đi của họ. Nhưng mà tụi mình đã biết rồi, tan học khi họ đi đến công viên. Và họ đi bộ mỗi ngày luôn, và còn chụp ảnh nữa. Như vậy thì Ken chơi một môn thể thao đó. Họ là nhựa, họ thậm chí không thể chạy. Vậy tụi mình bắt đầu đuổi theo họ trong công viên. Sau đó họ tới quán cà phê. Ở đây tụi mình sẽ bắt họ, chụp lấy các bắt Ken mấy này. Ken nè, hãy lấy hết tiền của họ và mua ít kem đi. Nghe này, kem gì? Chúng ta phải đánh họ thực sự. Diana, đó không sao đâu. Chúng ta sẽ đánh họ gần quán cà phê. Họ sẽ không quay lại trường sau đó là được rồi. Tuyệt, hãy chờ tới khi các lớp học kết thúc đi. Mọi người, mình là bạn, nhưng đây là một ý tưởng tồi đó. Costia, thôi đi. Tụi mình sẽ đánh 10G. Họ giải quyết mọi việc bằng nắm đấm. Tụi đúng mình rồi đó, thì không giống tụi họ. Mình sẽ cho bọn họ thấy tụi mình rất cool. Các cô gái lớp 10G sẽ hiểu rằng Atim và Patrick không phù hợp để mang nước cho mình đâu. Tụi mình sẽ cho họ biết ai là ai. Mấy nam mà bớt nói lại giùm đi. Ừ, quá đủ Diana. Giết 10G. Tụi mình sẽ đợi bạn ở sảnh trong giờ giải lao. Ờ đúng rồi, trong sảnh á. Diana, giết. Tụi mình đang thách đấu bạn. Diana, hãy nói với họ rằng nếu họ hèn nhát thì không nên đến. Nếu họ sợ tụi mình, hãy để họ ở nhà và khóc luôn đi. Rồi, mình viết xong rồi nè. Diana, giờ hãy gửi giấy đến 10G đi. Atom, bà sẽ là người sao đưa thư. Sao lại là mình? Atom, bà bị nói với bạn là người đưa thư. Cầm giấy và chạy đến 10G luôn đi. Phải Atom, hãy cầm giấy và chuyển tới 10G. Cậu có muốn họ tiếp tục xúc phạm tụi mình hay không hả? Ken Atom à, bạn hãy đưa giấy đến 10G và chúng ta sẽ xem xét kỹ. Họ thậm chí sẽ không chạm vào tụi mình nữa đâu. Họ sẽ sợ khi nhìn vào mắt của chúng ta. Atom, cầm giấy đi. Atom, nhanh lên, quay lại nhanh đó. Nhanh lên đi. Được thôi, đi mà, đi với tớ nha. Atom, người đưa thư chỉ có một. Atom, à, tụi mình có mình đợi lâu đợi không, lâu không? Atom mà cậu đang làm rất tuyệt. Marussia, mình đã rèn luyện tận 8 năm luôn đó. Tớ đang loay hoay nè. Hãy đánh karate đi. Atom, cậu là Ken, cậu không được sợ. Họ chỉ là học sinh, họ sẽ không làm hại cậu đâu. Tốt lắm Atom, vươn vai. Cậu phải làm điều đó với Ken Atom nha.
Điều gì đang xảy ra vậy? Tại sao bạn lại ở đây? Bạn ở đây vậy hả? Mình đến đây để mang thư đến cho cậu nè. Gì? Gì? Cái gì đây? Xem nào, họ có gì dành cho tụi này đây. 10G, tụi mình sẽ đợi bạn sau giờ học trong hội trường. Tụi mình đang thách đấu bạn. Nếu bạn không hèn nhát, bạn phải đến. Tụi mình, Baby và Ken sẽ cho bạn thấy là ai là boss ở trường. Rõ ràng không, nếu bạn không hèn nhát, hãy gặp bạn trong hội trường đi. Gan nhìn này, tụi mình đang nghĩ cách để đánh bại họ. Và họ đã thách đấu tụi mình kia kìa. Họ có thể làm gì giờ? Hãy nhìn họ và nhìn tụi mình nè. Họ không biết mình di chuyển tốt như thế nào. Bà Trích đi như thành long, anh ấy có thể làm những điều rất cool đó. Chúng ta sẽ thắng thôi. Ken và Barbie, hãy nghe mình cẩn thận nha. Tụi mình phải cho lớp 10G thấy tụi mình là ai. Tại sao hãy nhìn mình và lặp lại theo mình? Ờ được. Được thôi. À, chị hãy cẩn thận, đừng phạm sai lầm nữa nha. Đi ma mình lo được, mình chỉ lo lắng cho bạn mà thôi. Nhanh hơn nha. Chúng ta có thể làm được. Được rồi, được rồi, chuẩn bị đi. Nghe này baby, đừng nói là Ken, mình không cảnh đừng gây cáo rối bạn. Với tụi mình nữa được không? Tụi mình sẽ cho các bạn thấy. Bạn thậm chí không biết cách tụi mình di chuyển đâu. Những điệu nhảy của tụi mình là nhất. Những bạn Barbie và Ken của mình sẽ dễ dàng đánh bại các bạn thôi. Có rõ không 10G? Sau đó chúng ta sẽ thấy ai là người cool bạn nhất. Bạn sẵn sàng cho trận chiến chưa hả? Rồi. Vậy hãy bắt đầu trận đấu. Barbie đối với Steel Danny. Đốt cháy sàn nhảy đi nào, nhanh lên. Barbie, bà là người đúng, đầu tiên tụi đó. Tụi mình đang đầu nào cho những người yếu thế. Barbie và Ken à, các bạn sẵn sàng chưa? Rồi. Tụi mình sẽ cho bạn thấy. Nhạc nào. You see the drip, I fit it up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, I get the bus. Pick it up. You see the drip, I fit it up. Barbie và Ken, mình ngạc nhiên đó. Học sinh à, đến lượt của bạn đi. Bạn đang trượt tuyết hả? Không, họ đang leo núi. Họ không thể làm gì khác ngoài dùng nắm đấm của họ thôi. Kết thúc. Vậy thì trận đấu thứ hai tụi mình đã nào. Nhảy thật cool. Bà Trích, cố hết sức nha. Bạn cũng vậy, Atom. Bạn phải nhớ đó, cố hết sức lên. Vậy mà Russia, dẻo dai hơn đi. Mình đã cố gắng hết sức có thể rồi. Hết vòng của học sinh. Barbie, Ken, lượt nhảy thứ hai đi. Patrick, mình không hiểu bạn phe ai, Barbie và Ken hay là tụi mình vậy hả? Mình luyện tập để chúng ta chiến thắng mà. Barbie và Ken, tốt lắm, hết lượt. Đến lượt các học sinh đi. 10G, bài hát yêu thích của chúng ta kìa, nhảy thôi. Được rồi, nhảy. Mình không thích nó chút nào. Bạn biết đó, mình thích vũ điệu của họ mà. Đúng, hay mà. Ken à, bạn bị điên rồi hả? Barbie và Ken tốt hơn chứ bộ. Tụi mình không lặp lại sau họ được. Lượt nhảy thứ ba của tụi mình nè. Nhạc lên. Học sinh, mình bất ngờ đó, hết vòng. Barbie và Ken, bây giờ đến lượt của hai bạn, nhanh lên. Hết. Học sinh, đến lượt của bạn kìa. Wow, nhìn quên vậy, thích ghê á. Mình cũng muốn nhảy với họ nữa. Mọi người khoan, chúng
ta phải thắng, không phải là họ Marussia, đâu. Marussia, bạn có nghe chưa? Cố hết sức, nếu không tớ sẽ không nói chuyện với cậu. Lia Lia, tớ sẽ nói chuyện với cậu sao? Maria, bạn sợ hả? Đồ chuột nhát. Bạn không thấy sao? Họ thấy tụi mình nhảy và thậm chí không thể nhúc nhích. Tất nhiên, hãy nhớ rằng mình bạn là Barbie không thể thắng mà. Được đâu nha. Mình là Barbie mà. Vậy các học sinh, vòng cuối của bạn. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Học sinh bạn đợi gì vậy? Nhảy đi. Nhảy nào, mọi người. Kinh khủng một trận đấu. Không có vui à nha. Và người chiến thắng là tụi mình. Marussia, bạn giống như một con hà mã trên băng vậy á, đúng là thô lỗ. Đúng vậy, có nhạt như không mà. Layla, bạn thấy bản thân chưa? Như một loại hãy sao đang nhảy múa. Marie, bạn không có cơ hội đâu. Zero, bạn không thể thắng được tụi mình. Hãy nhớ rằng tụi mình là nhất, tụi mình là nhất. Vì tụi mình mới là nhất. Mình có thể chơi karate đó. Có rõ không? Những điều dạy của bạn là rác. Chính à, bạn không nên đấu đá gì cả. Đặc biệt là bạn đó, Julie à. Không, là tụi mình. Tụi nè, mình là tụi mình mà. Đừng có cãi nhau với mình nha. Là tụi mình. Được rồi. Ngưng. Nè, là tụi mình, tụi mình. Im đi. Bạn nghĩ mình giỏi nhất, nhưng tụi mình biết mình là người giỏi nhất. Nhưng mà các supplier sẽ quyết định cho chúng mình. Vì vậy các bạn, nếu thấy Barbie và Ken hay hơn thì các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của chúng mình nha. Hãy nhấn nút chuông nữa. Chuông nha. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Mọi người, nếu họ nhận được nút đích, vậy còn tụi mình nút đích lại á. Không, không dislike. Mọi người hãy thích video nha và đăng ký nữa. Hehehehe.